Trang phục nữ hoàng Giáng sinh vẽ vàng của tháng 12 sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go anh em. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các sếp một bộ trang phục mới của nữ hoàng chúng ta. Và đây em ấy, ui rồi, bông tuyết rơi. Và bây giờ em ấy không cầm cung nữa, em ấy cầm súng bắn luôn. Ấy trời ơi, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn các bạn ạ. Và trang phục này nó sẽ có mặt trong vé vàng mùa giải tháng 12, nữ hoàng Giáng sinh Jolly Queen. Ui rồi, các sếp thấy thế nào? Quả súng ba nòng này, ôi bắn 3 phát như hình viên kẹo luôn. Đẹp, bộ trang phục rất tuyệt vời. Nay em mới có tiền mua súng nhưng lại không có tiền mua giày dép anh em, vẫn đi chân đất thôi. Và nó sẽ là bộ trang phục thứ 3 trong series Giáng sinh các sếp nhá. Nó sẽ cùng đi kèm với cả là bộ trang phục của vua Giáng sinh và quản giáo Giáng sinh. Đây, thì chỉ còn Royal Champion Giáng sinh thì chắc là dành cho năm sau thôi. Và bây giờ chúng ta hãy xem em ấy hoạt động trên chiến trường như thế nào nhá. Hãy để em ấy một mình tham chiến ở trong này. Rồi. Úi rồi, bắn hình như viên kẹo luôn nha các sếp nhá. Nhưng mà nó tóe 3 phát. Hình này nó bay giống như kiểu là nữ hoàng tiệc tùng. Nó bay như là 3 hình, 3 cái đĩa. Nhưng đây là 3 viên kẹo hình ngôi sao à. Úi rồi. Các sếp thấy bộ trang phục này như thế nào? Hiệu ứng em ấy bắn ra sao? Hãy đưa ra ý kiến cảm nhận của các sếp ở phần bình luận phía dưới cho mình biết với nhá. Nào để mình chuẩn bị một chút xíu, mình sẽ bật gồng cho em thế nào. Lên chép. Úi giời, gồng thì vẫn ra các em ai chờ thôi. Cần được hết nha. Mấy em cung thủ mà mắc cấp độ rồi ra nó dã cho thì úi giời ơi, tím nhất người luôn. Rồi tới công chuyện bạn tớ. Xong, hoàn hảo. Và bây giờ hai em cùng solo sẽ như thế nào? Và đây tớ sẽ cho hai em cùng solo nha. Yo. Rồi, và như vậy là bên phòng thủ được lợi hơn một phát bắn. Nhưng mà chúng tớ có gồng cơ mà. Ok, đẹp đấy anh em ạ. Bây giờ cho em ấy tấn công cụm này các bạn nha. Này, một mình em ấy có cân được không? Úi xồi, Inferno nó đốt kìa. Tụt máu dần rồi nhưng mà yên tâm, em ấy có gồng. Inferno nhiều tia không sợ đâu. Một mình em nó sẽ gồng lên thôi mà. Ấy sẽ trụ với giáp của chúng tớ này. Rồi 3, 2. Này thì đùa với tớ này. Úi giời, hiệu ứng nó tóe đẹp. Tớ rất thích cái hiệu ứng nó bắn đạn. Các sếp thì sao? Let's go nào anh em ơi. Tầm này thì múc. Vâng, mắc cấp độ. Chơi cái kiểu mắc cấp độ cho anh em xem nhá. Và bên này đây. Rồi anh em rồng đi ở giữa vào nào. Nháo lên. 3, 2, 1. Bật gồng. Thanh niên kinh sẽ phải đi hỗ trợ chứ. Còn một mình em nó là khoảng ngày đấy. Đấy, mặc dù là em Queen xông pha lên trước bị dã cho hơi tím một chút xíu nhưng mà thôi cố gắng. Úi giời, ở đây đá bắt gắt quá anh em ạ. Kìa. Bị lại Inferno một tia. Úi giời. Vâng, em Queen này đứng thủ nhà cũng dẻo lắm này. Queen của chúng ta vẫn đang cố gắng hỗ trợ ở phía sau. Royal Champion tớ đang bịt gồng lại. Queen. Anh em thấy chưa? Vâng, bộ trang phục là Giáng sinh đấy. Quản giáo thì cũng bông tuyết bay này. Kinh cũng bông tuyết bay khi mà hẹo này. Và Queen. Rồi, bông tuyết cũng bay nốt các sếp nha. Và chỉ còn mỗi em Royal là chưa thôi. Đây, đây quản giáo Giáng sinh nó cũng là bông tuyết này. Vua Giáng sinh cũng tuyết này. Úi giời ơi, anh em tình thương mến thương này. Đấy, cái hiệu ứng mà khi Lan đang ngất là của các đơn vị tướng có bộ trang phục Giáng sinh là như vậy nha.
đưa ra cảm nghĩ của các bạn ở phần bình luận phía dưới cho mình biết với nào. Và đây là hình ảnh của em Queen sau khi đi chiến đấu về, các xem nhá. Ui giời, nằm ở bông tuyết này, gác chân này, kê đầu lên trên cây súng của em ấy. Ôi, hiểu rồi, hiểu rồi. Ok, các xem nào mà chưa sưu tập đủ bộ về Giáng sinh này thì cố gắng sưu tập nha các sếp nha. Và đây là trang phục vé vàng mùa giải tháng 12 cho anh em đấy. Ok, hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn. Nếu anh em thấy thích video này của mình, anh em thì cho lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nha. Và các bạn múc các gói trong cửa hàng mà anh em bị lỗi quốc gia, cần tư vấn gì, liên hệ ngay fanpage Akari Gaming của mình để được tư vấn khắc phục lỗi quốc gia các bạn nha. Chúc anh em ngày mới tốt lành. Bye bye.